Thì anh em hỏi là anh em có cái quyền lợi gì khi mà tham gia YouTube Total Success Tức là nhiều anh em vẫn đang không biết cái này thì mình sẽ chia sẻ anh em một chút nhá Tức là ở đây này Khi mà đăng ký YouTube Total Success Anh em nhớ rằng anh em đã chi tiền một lần Và anh em có được toàn bộ các ưu đãi của YouTube Total Access Và không phải bỏ thêm bất kỳ một chi phí nào Ví dụ anh em sẽ có cái khóa là khóa online ở đây đúng không ạ Sắp tới thì tháng 7 mình sẽ cập nhật cái khóa online này lại dựa trên nền tảng khác và kiến thức kinh nghiệm mới để bổ sung cho anh em để anh em có cái kết quả nó nhanh hơn. Cái thứ hai nữa là các cái nội dung video này nó là những nội dung làm thật ăn thật và anh em nên xem không phải xem một lần đâu. Xem một lần rồi nó sẽ bị mơ hồ mông lung vì là mình không có upsell và mình cũng không có là downsell nên tất tần tật nó ở trong một khóa này thôi. Nên anh em xem có thể mơ hồ, không hiểu, không sao hết Chúng ta làm dần từng bước Khi vừa làm vừa xem, xem lại Thì chúng ta sẽ càng hiểu hơn, rõ ràng hơn Ở những cái mục này Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cái nhóm Zalo Nhóm Zalo của từng khóa Và có nhóm Facebook Để cho chúng ta có được các câu hỏi Rồi chia sẻ mọi thứ ở trên này Huân và Goda cam kết rằng là Các bạn còn hỏi, còn làm Thì bên mình còn hỗ trợ và còn trả lời Giúp bao giờ anh em kiếm được tiền thì thôi Đấy, các cái nhóm rồi đây sau đấy thì ngoài khóa online ra ngoài nhóm Zalo ra thì đến khóa offline thì chúng ta sẽ cũng sẽ có những cái thứ uh, riêng ở offline của chúng ta ví dụ đây là hình ảnh của khóa 3 đưa sáng tạo Việt ra toàn thế giới ở đây là cái sứ mệnh Đây là cái thứ mà tất cả anh em chúng ta cùng góp tay và cùng làm nơi cùng hội tụ nơi cùng cất cánh Đây là một vài hình ảnh của khóa 3 trực tiếp thì anh em khóa 4 cũng sẽ có những cái cơ hội để tiếp tục vào là học offline và mỗi một anh em các bạn sẽ được học ba khóa offline trực tiếp liên tiếp khóa đầu tiên các bạn được miễn phí khóa thứ hai và khóa thứ ba nếu các bạn muốn học lại thì các bạn đóng tiền hội trường anh em xe nhau cái tiền hội trường và các bạn sẽ có được các cái suất ăn ở trong trong hai ngày và đấy là thời gian uh, giao lưu với nhau thời gian tie break với nhau À, đây là hình ảnh anh quý, cũng là nút kim cương thứ tư của Việt Nam. Rất là nhiều anh em. Anh Thắng tờ Thái Nguyên. Một team học thầy Huynh, Huynh PV. À, thì anh em cũng sẽ có những khóa offline như thế này để anh em được cập nhật những thứ mới nhất ở trên thế giới về YouTube, mới nhất, hiệu quả nhất. Vì slogan của bên mình là Excellent on Nothing là xuất sắc hoặc là không có gì và liên tục tiến lên. đó thì đấy là thứ à, chúng ta có là tổng tật tất đần tật là như vậy chứ không phải là anh em học nguyên online hoặc nguyên offline hoặc là nguyên nhóm zalo đâu nhá. Anh em có quyền tất cả những cái điều đấy. Thôi anh em còn có cái cộng đồng ở trên facebook còn có cái chia sẻ các cái kết quả nữa. Ngoài ra nhá các cái kết quả anh em có nhìn thấy là mình để đây và mình cũng chưa sâu cái kết quả luôn. Tất cả những cái kết quả này là làm thật, ăn thật của mình cũng như là của cộng đồng hay là của nhóm K1, K2, K3, những anh em K4 hoặc những anh em vừa mới vào cái Zoom ấy, anh em có thể thấy rằng là đây là những kết quả thật và không hề fake một chút nào hết. Tất cả kết quả ở đây là thật hết. Ví dụ như kênh về 41.000 đô, thông thường những cái kênh như này ở ngoài ấy, thì anh em sẽ không thấy đâu. Chỉ trong cộng đồng mình thôi, anh em cứ nhìn vào xem, Ngoài ra thì trong nhóm còn rất là nhiều kết quả khác nữa Anh em có thể thấy rằng là à Kết quả 1.000 đô một ngày này 160.000 trong khoảng 60 phút Rồi những kết quả tổng 88.000 đô Đấy, Những kết quả ở kênh được khám Và có kết quả bật lên Vẫn là những cái kết quả rất là tuyệt vời Một con số 2.600 đô cho 5.000 sắp 47.000 đô một tháng rồi các tháng bắt đầu ra tiền rất là đều Hành trình từ 0 lên 4.500 đô một ngày Cập nhật ở bên dưới 4.500 đô vì nó là 100 triệu Thì cái này là từ mùng 1 tháng 12 Mình có cập nhật cho anh em cái Các cái kết quả trong cái quá trình mà làm một cái kênh youtube Đó Anh em sẽ thấy được cái không khí khi mà làm Và anh em cùng nhau búp nhau lên Đó anh em sẽ thấy này Mùng 1 tháng 2 Thì nhảy được 400 đô một ngày Xong dần dần là 691 Và đến <laughs> chốt đơn đến đến cuối tháng 2, ngày 24 tháng 2 thì đạt được 4261 đô một ngày. Đó, thế là gần như là là vượt nhá. Đấy, tiếp theo lại 800 đô xong ạ lên 6000 một ngày, 6097 một ngày. À thế là nó vượt luôn cái mốc là 4500 đô một ngày nhá. Đó, Thế là xong. Thì trong những cái quá trình làm thì cập nhật như thế này á thì anh em sẽ có những cái động lực để anh em cùng làm. À, sẽ có kết quả nó nhanh hơn. Đây, rất là nhiều kết quả Vẫn tăng, tiếp tục tăng 100 triệu đầu tiên Từ Youtube Đó, những kết quả anh em up ở trên uh, Nhóm cộng đồng rất là nhiều Đó